Ok, hello xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của mình là Tamagap. Thì hôm nay mọi người cũng đã biết mình sẽ làm thử thách sinh tồn tiếp theo rồi đúng không? Vì tập trước á mình đã mở một cuộc bình chọn và tất cả mọi người đều bình chọn là sinh tồn dưới nước. Thì ok, bây giờ mọi người nhìn kỹ xung quanh mình đi, xung quanh anh toàn là nước. Ê, bây giờ team mình với lại mình sẽ bắt đầu quay cái thử thách sinh tồn này. Những ai lên bờ thì những người đó sẽ đánh là thua cuộc ngay lập tức luôn nha mọi người. Chỉ có sinh tồn dưới nước thôi. 150 like và 30 share mình sẽ làm hẳn tập tiếp theo cho mọi người. Ok, chúng ta bắt đầu video này. Rồi nha, thằng nào lên bờ là thằng đó là đánh đó, là thằng đó thua nha. Có bờ hả? Có, bây giờ chỉ được cắm đầu xuống nước thôi. Làm thủy thử. Quỷ gì tao có thành zombie nước không mày? Mày sẽ trở thành zombie vâu. Bây giờ zombie lên bờ hay xuống biển á, đều là zombie ăn hại đó. Yeah, cả ăn hại đỡ hơn ăn hoài. Còn kinh là thà ăn hoài chứ không ăn hại. Alo, tao có mấy thằng đệ đi theo nè. Được quá. Thì kim cương là thắng không? Ủa, ngộ. Phải không? Phải không vậy? Ồ, cái này là hát rồi. Ủa? Kích thằng quay ra về. Video này chưa dài được 1 phút nữa, mày kết thúc nó nhanh quá nha. Rồi, ok, bây giờ thằng quay sẽ là người xem, tại vì nó là người thắng. Chỉ có 3 người là người chiến thắng thôi. Quay đã là người chiến thắng rồi, giờ còn 5 thành viên lại. Ôi, tụi mày thắng luôn rồi. Thôi, lo đi tìm đi bạn ơi. Thằng dài bùi. Ủa, Ripper, ủa, lên bờ nha. Không, ở dưới nước á, còn Ripper dưới nước. Có Ripper dưới nước. Dưới nước sao lại chết bởi đủ cao. Ủa, Jimmy giờ mình đã bị đâm bởi kẻ đuối nước. Bị sao bởi kẻ đuối nước, sao ta đánh. Xung quanh anh toàn là nước ê. Xung quanh anh toàn là giàu ăn ê. Thôi em xin để sợ, anh thứ 2 nha. Chứ em quả lại coi Alpha. Không có gì không. Quê, tới từ kiếm cương à, quê. Quê thiệt chứ, phải. Hồi nãy nó kêu rồi tao nói nó quê xong cái tao là người quê chứ. Video kết thúc nhanh quá ta. Chưa. Video mình kết thúc tại đây nha, bye bye mọi người. Còn một người nữa. Thằng nào thua là thằng đó phải làm nô lệ của kinh. Ê, sao tao chơi ta một FPS sao chơi ta? Thôi gắng chơi vậy bạn. Giờ tao có 60 hay là mấy trăm đi chăng nữa tao cũng không tìm được kim cương đây nè. Thôi mày cũng thắng hai ván rồi mà còn gì nữa đòi hỏi. Xong rồi, hay gọi tao là chú tệ đá bạo. Rồi xong. Họ hàng zombie nó cứ dí tao hoài ta. Trời ơi, tao không tìm được một cái gọi là cái thuyền gì luôn á. Trời ơi, cho cái thuyền gì đó đi chứ trời đất ơi, giờ không có cái gì luôn á trời. Không thấy cái công trình gì luôn á trời. Bình thường mà tao đi là thấy à, giờ thì chịu rồi. Nay là thần may mắn không mỉm cười với bạn rồi, chỉ có kinh mỉm cười với bạn thôi. Thôi kinh tưởng cười á. Câu cá đi. Ấy chà chà, bây giờ mới thấy nha mọi người. Ôi, mấy anh trai, bình tĩnh mấy anh trai. Mấy bạn ơi, tôi không lên bờ được. Tao mà lên bờ được. Không lên mặt nước được mấy bạn. Không được lên bờ ngồi chơi nhá. Ai chơi vậy hơi bị ăn gian đấy. Anh bạn à, nghĩ sao mà lên bờ được. Có cây nào mọc dưới biển không? Ui, ai cũng được, trường cũng đến ba. Ui, không có lụm được đồ mọi người ơi. Có tới chè ngon rồi, đồ gì nữa. Mình có đường 3 gần ngay đó luôn, chưa mở hết bốn cái lận. Tôi gặp anh cá heo nè, anh cá heo đang giúp tao bơi nhanh hơn nè. Tao hy vọng mày sẽ gặp được cái anh Linh Ba sẽ giúp mày đi xa hơn. Chắc có thể là mọi người chưa biết những con zombie nào yếu nhất trong Minecraft. Chẳng hạn zombie gầm mình. Ừ. Sao lượm được một cái di tích rồi mất hết vậy, rồi không có di tích nào nữa vậy. Ủa rồi quăng bản đồ này chi má. Hy vọng mày. Anh mới nhận ra là anh bỏ qua rất nhiều con thuyền rồi. Ông thần kinh là chắc chắn phải bỏ qua rồi. Thuyền thì có thể cân nhắc nhưng mà kinh chắc chắn phải bỏ qua. Không sao, nãy giờ em đi anh nên anh không biết. tao ngồi tao canh 5 phút đồng hồ, tao tưởng câu được cái gì đó ngon nghẻ lắm. Nó ra con cá tuyết. Mày ngồi đó mày chờ câu kim cương à. Câu cái gì đó, ví dụ câu được cái đồ gì đó mặc vô cho nó xì tai bạn. Thôi chúc bạn may mắn lần sau. Ơi kinh vô được thuyền rồi mà. Kinh vô được thuyền rồi kìa. Nhưng mà thuyền lỏ, thuyền chỉ có sắt thôi chứ không có kim cương. Gà, non. Đến lúc ăn cá sống rồi, đến lúc làm sinh tồn rồi. Rồi Toàn đã có thuyền, Toàn là người chiến thắng. Thôi bạn ê. Quay ở đây có hai cái đuôi à. Thuyền mà không có tài nguyên gì hết vậy. Alo, water hay.
đúng xui luôn á, thuyền không có cái gì ngoài đồ ăn luôn á ba. Thuyền đúng hai gương, ôi có cái đinh ba kìa. Ôi ôi không chui vô được nữa rồi, có đinh ba thì chịu rồi. Hy vọng mấy anh đó không thấy mình lút đồ gần đây thôi mấy anh trai. Hy vọng mấy anh trai không nóng tính cho em lượm đồ. Bán đồ kho báu, bán đồ kho báu, bán đồ kho báu, bán đồ kho báu. Trời ơi lần mình biến mất. Úi dồi cái gì vậy, cái gì chỗ tôi vậy, cái gì chỗ tôi vậy. Sao mấy anh kia thắng lẹ quá, mình thắng lâu quá vậy. Bốn thằng nhân phẩm thấp đấu với nhau à. Chứ gì nữa. Rồi chừng nào thắng. Vậy đó mới hay mà. Cao quá, mỗi tội là mấy tao lắc thôi bro. Thôi bạn nghe. Gây thì gây bé bé thôi. Sợ, mày nói đại mày sợ quá, mày thoát ra, mày khóc xong mày vô lại đi. Ơi mày nghĩ tao sao vậy, tao đâu giống như buồn đâu. Rồi lại thoát trò chơi tiếp, chắc đang khóc. Em được minor mấy cái khe nước ở dưới em. Được em. Được nhưng mà nó phải là phải có nước nha em. Chỗ nào em chui mấy cái hang bên trong có nước thì chịu rồi, em là người thua cuộc. Cái hang nó bị có nước là được. Bây giờ em làm một cái xô á, em đi lút xô á. Em lấy cái xô đó em muốn lút xô. Ai chưa hết anh dài. Thôi thua, cái khóc lóc chỉ bậy chỉ bạ. Đến giờ là vẫn chưa tìm được con thuyền luôn. À vừa mới nói. Trời ơi ông trời thương toàn mờ xẻ. Cái gì mà cái bản đồ trống hoài vậy? Một cái rương nữa mới nằm bên dưới luôn chứ chua thật sự. Ây da, đập một cái. Ủa sao sao văng hoài vậy? Khóc, mày sợ, mày thua, mày thoát rồi, mày hỏi nữa mày. Hu, sợ quá, sợ quá. Lờ mau. Phải, cái thuyền này chán thiệt chứ. Nó sắc à. Hai con họ hàng zombie cứ me tao đây, lúc tao đây câu cá. Mày ngồi đó mày câu cá không có giúp mày được cái gì đâu. Mày đi xung quanh á, mày tìm cái thuyền á, trong cái thuyền đó nó có kim cương. Câu cá là kim cương có buồn, câu cá có ra kim cương. Buồn mẹ quá là buồn, hai cái thuyền không có một miếng kim cương ở trong đó hết trơn á. Ai à, gặp được một cái di tích nữa rồi, gặp được một cái di tích nữa rồi, quá đã quá đã. Buồn vừa mới nói tao không gặp được một cái là buồn. Giờ tao chỉ hy vọng cho nó không có anh đinh ba. Ai da, đừng mấy anh, mấy anh bình tĩnh mấy anh. Rồi cái lương bị chôn nữa chứ, úi dồi ôi. Rồi mất hết lương thực rồi bạn ơi. Mất hết rồi. Có bờ rồi mọi người. Mọi người ơi, mà không được lên. Tao lại thua thì được khóc lóc. Không, còn thở là còn gỡ. Ngã ở đâu gấp đôi ở đó. Ngã ở đâu khóc lóc ở đó. Hình như là đây. Trời ơi, một cái thuyền nữa. Kiểu này toàn là chiến thắng rồi mọi người. Thuyền này khá là to. Dù toàn về thứ ba. Không, dạ, thà về thứ ba còn hơn là làm nô lệ quân kinh. Toàn là người chiến thắng nha. Gấp luôn ơi. Mày đừng gói tôi bạn ơi. Nhưng nhân phẩm cũng kém lắm đây giờ. Thuyền này bự quá okay, mọi người ơi. Ui ui ba cái người chết gì mọi người. Boom. Winner. Yes. Thắng rồi. Giờ ta chăng còn chi. Thầy chờ tay mà thôi. Ok mọi người, video mình sẽ kết thúc tại đây. Thì cái sinh tồn trên mặt nước này á thì nó khá là dễ. Kiểu như tìm được cái thuyền là sẽ có kim cương, không cần phải xuống hang nữa nha mọi người, mà cũng không cần phải lên đảo luôn. Thì mình đã hoàn thành thử thách. Cứ comment một cái thử thách sinh tồn nằm bên phía dưới, team mình sẽ làm hết cho mọi người. Và tập này đã có 3 người chiến thắng, đó chính là người đầu tiên dẫn đầu luôn. Cực kỳ may mắn đó chính là anh YMC, anh tìm ngay phút đầu tiên luôn. Người thứ hai đó chính là Alpha, và người thứ cuối cùng đó chính là mình. Sau bao nhiêu thử thách khó khăn cực kỳ mới tìm được một cái thuyền có kim cương. Vậy chúng ta rút ra được bài học gì? Không được từ bỏ nha mọi người. Mọi người thấy video hay nhớ ấn like, subscribe, share giúp mình. 150 like và 30 share mình sẽ làm hẳn thử thách sinh tồn tiếp theo cho mọi người luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong thử thách sinh tồn tiếp theo. Bye bye.